Chào mừng các anh chị và các bạn đến với cái series giảng dạy cũng như đào tạo và chia sẻ những kinh nghiệm về kỹ năng bán hàng. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh và hiện nay thì tôi là giảng viên đại học. Tôi đã giảng dạy ở trường đại học thương mại ở Hà Nội từ năm 2008 đến nay. Vâng, tất nhiên là vẫn chưa bỏ nghề. Chắc là các bạn cũng theo dõi kênh PA Marketing của tôi nhiều rồi. Trên cái kênh PA Marketing chúng tôi đã xây dựng được hơn 1000 video các series khóa khác nhau. Và đây là những cái video đầu tiên của những cái năm mới nhất 2024. Tôi sẽ xây dựng một series, một loạt các cái video ngắn thời lượng không quá dài nói về chủ đề bán hàng, kỹ năng bán hàng. Như chúng ta biết là năm 2023 vừa qua là một năm mà kinh tế vĩ mô hết sức là khó khăn. Và hầu như các cái học viên, các khách hàng của tôi có giảng dạy cho cái đối tượng là các chủ doanh nghiệp về chương trình đào tạo giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing, giám đốc điều hành. Tất nhiên là tôi có giảng dạy một số những cái module trong đó chứ không phải giảng dạy tất cả các module trong đó. Thì tôi nhận thấy rằng là phần lớn, hầu hết tất cả các doanh nghiệp đều giảm doanh số từ 30 đến 50% trong năm 2023 vừa qua. Và cái việc mà duy trì khách hàng, cái việc mà duy trì doanh số, duy trì đội nhóm, duy trì cái khả năng vận hành như cũ là rất khó khăn. Do doanh số giảm mà công ty cũng không làm thế nào để có thể cải thiện được. Thế thì cái series này là tôi làm để dành tặng cho các anh chị và các bạn với vai trò mình là có thể là giám đốc kinh doanh, mình có thể là giám đốc điều hành, mình cũng có thể là nhân viên kinh doanh hoặc là những người chăm sóc khách hàng, những cái bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động mà tạo ra doanh số cho doanh nghiệp. Hoặc là những bạn mà yêu thích hoặc là sắp sửa theo nghề thì cũng có thể là tham gia cái theo dõi cái series này. Vâng. Và cái series này thì nó sẽ gồm rất là nhiều các cái bài khác nhau. Theo thứ tự tôi sẽ đánh từ bài 1 cho đến bài thứ N và có các cái chủ đề. Ok. Thế thì bài đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu sơ bộ về cái nội dung toàn bộ cái khóa học này. Nó cực kỳ là chi tiết và nó cực kỳ là thực chiến, nó cực kỳ là chất lượng. Nó tích lũy gần 20 năm tôi đi làm kinh doanh với vai trò là giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing, giám đốc điều hành của các doanh nghiệp. Và hiện nay, thời điểm này thì tôi cũng đang cố vấn cho rất nhiều công ty. Trong đó thì có một công ty bán sản phẩm keo silicon, keo bond. Năm ngoái thì chúng tôi cũng đạt doanh số khoảng hơn 20 tỷ. Thế còn một cái công ty chuyên về các cái thiết bị nhà bếp, tủ bếp rồi thì vân vân thì cũng doanh số cũng khoảng 50 tỷ. Và một cái công ty mà làm các cái sản phẩm về bếp và phụ kiện bếp cao cấp khác thì họ cũng bán một cái doanh số, họ nói là cũng giảm khoảng 30%. Một cái công ty của người bạn tôi bán các cái tấm nội thất cao cấp mà cho thiết bị nhà bếp, bình thường thì doanh số khoảng 400 đến 450 tỷ năm vừa rồi. Thì năm vừa rồi cũng bị giảm trong Hồ Chí Minh rất nhiều và Đà Nẵng cũng bị giảm, Hà Nội thì miền Bắc thì giữ được một chút. Ok, thì hầu như chúng ta đều gặp những cái vấn đề đấy là kinh tế rất là khó khăn, khách hàng thì giảm doanh số, cần phải duy trì đội nhóm, cần phải vận hành, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ theo dõi cái nội dung của cái bài đầu tiên, đó chính là kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, phiên bản mới nhất năm 2024. Tên tôi là Phan Anh, số điện thoại của tôi là 0989 623 888, website của tôi là PA Marketing và email cá nhân của tôi là phananhonline@gmail.com. Thế thì bài đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu các cái kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp trong cái khóa học này. Và cái bài thứ nhất là một số những kỹ năng bán hàng mà dân sale cần có, đúng không? Thế thì tôi đã làm rất là kỹ trên một cái sơ đồ MyMap như thế này. Các bạn có thể vào sơ đồ MyMap các bạn xem. Đấy. Thì các bạn có thể nhìn thấy một cái sơ đồ cây MyMap mà tôi làm. Nếu mà các bạn nhìn thấy zoom như này, nó rất là chi tiết, nó rất là kỹ. Đấy. Và tôi cam kết với tất cả các bạn rằng là đây là những nội dung mà tôi làm, chứ tôi không có đi copy của ai. Và tôi cam kết là nội dung của tôi làm hoàn toàn. Nếu như các bạn thấy rằng là tôi có đi copy của ai thì các bạn có thể chỉ ra cho tôi thấy, và tôi sẵn sàng là gọi là tặng cho các bạn. Bồi thường thì các bạn có mất mát gì đâu bồi thường, đúng không? Tôi sẵn sàng tặng cho các bạn một cái số tiền tương đương với một cái khóa của các bạn đi học về kỹ năng bán hàng hoặc là kỹ năng sale chuyên nghiệp, có thể 10 triệu, 15 triệu. Tôi sẵn sàng đền cái số tiền đó cho các bạn. Tôi dành thời gian ra làm cái sơ đồ MyMap, tôi dành thời gian làm các tài liệu, tôi dành thời gian quay video này, và tôi chỉ muốn đơn giản là cho đi. Có thể các bạn học được những kỹ năng nào đó, những cái kinh nghiệm nào đó giúp ích cho các bạn. Nếu mà các bạn thấy là nó tốt, nó giúp ích cho các bạn thì các bạn có thể cảm ơn, các bạn có thể thả tim, hoặc các bạn có thể là coi như đó là một cái phần tôi giúp đỡ, chia sẻ. Còn nếu mà các bạn không nhận được cái gì đó thì cũng không sao, hãy ghi nhận rằng là cũng có những người rất là tốt, họ dành thời gian, họ dành công sức ra, họ làm những cái này để chia sẻ với cộng đồng. Mục đích của tôi là gì? Mục đích của tôi là dành tặng những kiến thức gần 20 năm kinh doanh của tôi cho các anh chị và các bạn. Trong cái series này là series về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Thế thì các bạn nhìn thấy một cái sơ đồ MyMap, cái khóa học này, và cái khóa học mà cực kỳ là công phu như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là nhiều. Đấy, ok. Thế thì cái khóa học này, cái nội dung series này nó sẽ gồm những cái gì? Nó sẽ gồm những cái kỹ năng căn bản nhất để cho các bạn có thể trở thành một best seller, một cái người bán hàng giỏi. Thế thì một cái người mà best seller thì họ sẽ cần những cái kỹ năng mềm gì? Thì ở đây tôi có thể tổng hợp cho các bạn nó khoảng rơi vào khoảng 12 đến 15 các cái kỹ năng khác nhau. Đấy. Rất nhiều các kỹ năng khác nhau. Đấy, rất nhiều các kỹ năng khác nhau. Thế thì tôi sẽ liệt kê cho các bạn một số những cái kỹ năng tôi đã trình bày ở đây. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ phải xây dựng chính sách. Chúng ta phải có kỹ năng xây dựng chính sách bán hàng. Chắc chắn rằng là đi bán hàng mà chính sách bán hàng không tốt, không cạnh tranh thì chúng ta sẽ không bán được. Thế thì trong chính sách bán hàng ở đây thì chúng ta có những cái chính sách gì? Đầu tiên là chúng ta có cái chính sách về giá bán, chiết khấu hay là giá thẳng, đúng không? Đấy, chúng ta phân cấp đại lý ra, đại lý độc quyền hay là nhà phân phối, hay là nhà phân phối độc quyền hay đại lý cấp 1, cấp 2 gì đó. Đấy, chúng ta cũng có thể để giá chiết khấu là trực tiếp hoặc là giá niêm yết, vân vân. Chúng ta cũng phải xây dựng các cái bảng báo giá chuyên nghiệp, đẹp về hình thức, dễ hiểu và có khả năng phân biệt được các cấp, và có cái sự chênh lệch, đúng không? Tính toán đến các yếu tố về chi phí bán hàng của nhà phân phối, các đại lý, vân vân. Đấy, và bảng báo giá chính sách là phải đi kèm các cái yêu cầu về sản lượng, doanh số, cam kết tối thiểu và các cái hình thức hỗ trợ. Chúng ta cũng cần phải so sánh và tạo sự khác biệt để bán hàng. Chúng ta nhớ rằng là khi mà hoặc là chúng ta có thương hiệu thì chúng ta mới bán được giá cao, hoặc là chúng ta phải có chất lượng tốt, hoặc là chúng ta phải có sự khác biệt, sự cam kết rất là mạnh mẽ. Còn nếu không thì cứ phải là giá rẻ và cái chất lượng thì nó phải tương đương, đúng không? Chất lượng nó phải tương đương. Còn nếu mà chất lượng nó không tương đương thì nói chung là chúng ta cũng sẽ bị mất khách hàng. Rất nhiều người học viên, học trò của tôi nói rằng là trước đây em cũng kinh doanh rất là tốt, em bán rất là chạy, có những tháng em bán 4-5 container hàng. Thế nhưng bây giờ em không còn một khách hàng nào. Bởi vì sao? Bởi vì là họ đã bán những cái sản phẩm quá kém chất lượng, và điều đấy là một điều hết sức đáng tiếc. Hoặc là trước đây cũng có những cái khách hàng, học viên của tôi là họ bán những cái sản phẩm trên mạng, bán lừa đảo. Ví dụ như bán đồng hồ đeo tay, đồng hồ Gucci, LV, Rolex, nhưng mà chỉ 200-300 ngàn thôi. Thế thì người ta chỉ đeo được 1-2 hôm, 1-2 tuần hoặc là 1-2 tháng là nó hỏng. Thế thì toàn bộ cái chi phí quảng cáo, cái lượng khách hàng người ta kiếm được như thế là hoàn toàn bị mất đi, vô cùng lãng phí. Đấy. Chúng ta xây dựng chính sách công nợ như thế nào, đúng không? Chúng ta xây dựng chính sách giao hàng như thế nào, chính sách đổi trả, bảo hành, thu hồi hàng hóa, rồi thì hàng hoàn khi mà chúng ta bán hàng online, chính sách chỉnh sửa, sửa chữa sản phẩm như thế nào, bảo hành, bảo trì. Với những cái sản phẩm hầu hết là chúng ta đều phải bảo hành, đúng không? Đấy, rồi chính sách hỗ trợ cho nhà phân phối, hỗ trợ những cái gì? Hỗ trợ marketing, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ chi phí khai trương, hỗ trợ nhân viên, hỗ trợ phát triển thị trường, hỗ trợ vận chuyển, vân vân. Rất nhiều các cái chính sách đấy chúng ta phải xây, và tôi sẽ giúp các bạn xây, hoặc là tôi sẽ review, đánh giá cái chính sách của các bạn đang có. Tôi sẽ tham gia vào việc cùng xây dựng các chính sách bán hàng của các bạn trong tất cả những cái ngành nghề như bán hàng online, bán trên Shopee, bán trên TikTok, bán trên Facebook, bán ra nước ngoài, hoặc là phát triển hệ thống nhà phân phối, đại lý đấy, và xây dựng chuỗi. Đấy là những cái phương pháp mà chúng ta xây dựng kênh phân phối đấy, online, offline, trong nước, ngoài nước, bán buôn, bán lẻ, bán trực tiếp, bán qua nhà phân phối, đều có những cái chính sách như vậy chúng ta phải xây. Rồi chăm sóc khách hàng như thế nào, đúng không ạ? Rồi thì các cái chương trình khuyến mại, chương trình thưởng hàng tháng, hàng quý ra sao đấy, và những cái chính sách khác nếu có đối với đặc thù ngành nghề riêng. Thế còn các cái kỹ năng mềm, đúng không? Cái buổi hôm nay chúng ta tập trung vào nói về các kỹ năng mềm mà một dân sale cần phải có. Đấy, thì ngoài những cái kỹ năng về xây dựng chính sách tôi vừa nói thì chúng ta cũng cần có những cái kỹ năng mềm, ví dụ như là kỹ năng về giao tiếp, thu hút, khả năng ăn nói, chứ ánh mắt như thế nào, cách thức nói năng ra làm sao, cách thức sử dụng ngôn ngữ cơ thể, body language, đúng không? Thí dụ như tôi đang ngồi đây tôi nói nhưng mà chân tay tôi vung như thế nào, ánh mắt nụ cười tôi nhìn các bạn như thế nào, thì tạo ra cái thiện cảm, tạo ra cái lòng tin với khách hàng của mình đó. Rồi kỹ năng chào hàng, đúng không? Chúng ta đi chào, chúng ta tư vấn, chúng ta chốt đơn ra làm sao. Đấy, kỹ năng xử lý các lời từ chối, thuyết phục khách hàng để khách hàng tin tưởng, để khách hàng thử nghiệm. Đấy, rồi chúng ta tư vấn và trò chuyện khách hàng. Đấy, rồi chúng ta phải xây dựng cái nhân hiệu của chúng ta. Thí dụ như là thầy Phan Anh đi bán hàng thì thầy xưng danh là thầy là một chuyên gia về kinh doanh, về marketing, đã làm cho rất nhiều những cái doanh nghiệp, các tập đoàn, hàng trăm khách hàng vân vân. Thế thì cái việc đó được thể hiện qua website, qua Facebook, qua kênh YouTube, TikTok vân vân đó, hay là qua những cái sách mà thầy đã phát hành. Thì chúng ta đi làm sale, chúng ta càng nổi tiếng thì chúng ta càng dễ bán hàng. Bằng chứng là những cái ngôi sao hay những cái idol ở trên mạng bây giờ họ có thể bán doanh số live stream hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng mỗi đêm, hoặc là họ bán hàng nghìn đơn hàng mỗi một cái buổi bán hàng, hay là mỗi một ngày. Chuyện đấy là có thật luôn. Đấy, nhờ xây dựng nhân hiệu, nhờ các cái hệ thống bán hàng online trực tuyến, TikTok, Facebook, Shopee đó. Rồi thì chúng ta cũng có kỹ năng tìm kiếm khách hàng, nhận diện khách hàng và đánh giá khách hàng. Khách hàng nào là uy tín, khách hàng nào nợ đọng, khách hàng nào có phốt tai tiếng, đúng không? Vâng. Đồng thời chúng ta phải đeo bám khách hàng, chúng ta phải theo đuổi khách hàng, làm sao mà không gây ra sự khó chịu nhưng mà lại vẫn đạt được cái hiệu quả. Đấy. Không phải khách hàng nào cũng là khách hàng trung thành, không phải là khách hàng nào cũng là khách hàng tốt của chúng ta. Đấy, chúng ta biết rằng là Việt Nam là một cái thị trường mà khách hàng ít trung thành nhất, bởi vì đơn giản là người Việt mình nghèo, thu nhập mình thấp. Đấy, đặc tính tiêu dùng của mình là dễ thay đổi. Đó. Đấy, cho nên là cái đặc tính rất đặc trưng của người Việt, của thị trường Việt Nam, không trung thành, ít trung thành. Vậy thì càng như vậy càng phải đeo bám, càng phải nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, càng phải đổi mới sản phẩm dịch vụ, liên tục đổi mới như thế nào, đổi mới sản phẩm như nào, đổi mới dịch vụ như nào đó, để làm sao họ vẫn tiếp tục trung thành. Hãy nhớ rằng khách hàng họ không trung thành với thương hiệu, họ không trung thành với bạn đâu, mà họ trung thành với lợi ích của họ, họ trung thành với trải nghiệm, họ trung thành với sự hài lòng của họ. Nếu họ có lợi ích, họ có thu nhập, họ có sự hài lòng, họ có sự thỏa mãn khi tiêu dùng hoặc khi buôn bán, khi kinh doanh, khi hợp tác với bạn, họ yên tâm, họ tin tưởng, họ kiếm được tiền, thì họ sẽ trung thành, họ sẽ đi với bạn. Đấy, chưa kể đến là có hàng trăm sale khác trong cái lĩnh vực ngành nghề đang ve vãn, đang ngày đêm cũng đeo bám, cũng thuyết phục, cũng học những cái khóa học như này để mà cướp khách của chúng ta. Đấy. Rồi chúng ta cũng phải lập kế hoạch bán hàng cho đội nhóm, nếu chúng ta là sale admin, sale leader, hoặc là giám đốc kinh doanh, đúng không? Hoặc là cho bản thân mình nếu chúng ta là nhân viên kinh doanh. Đấy, để mà theo sát. Ví dụ như là doanh số chúng ta đặt mục tiêu là 500 triệu một tháng, hay 1 tỷ một tháng, hay là 5 tỷ một tháng. Đấy, thì làm thế nào chúng ta đạt được? Chúng ta phải đưa ra các KPI. Phải am hiểu về sản phẩm, thấu hiểu được khách hàng, đấy, dự báo được thị trường và đặc thù của ngành hàng. Đấy, và chăm sóc khách hàng và quản lý khách hàng tốt. Đấy, rồi thì cái kỹ năng mà xây dựng thương hiệu cho mình nữa. Đấy, thì tôi cũng nói về đây. Đấy, để làm sao, ví dụ như là ăn mặc như thế nào, đầu tóc ra làm sao, hôm nay gặp khách hàng nữ hay gặp khách hàng nam, khách hàng trẻ hay khách hàng già, chúng ta sẽ lựa chọn trang phục gì, chúng ta đi xe gì, chúng ta mang đồ như thế nào đó. thì chúng ta cần phải có những cái sự chuẩn bị như thế. Tiếp tục đến phần nội dung tiếp theo, đó là các cái công cụ bán hàng chuyên nghiệp, đúng không? Thì chúng ta có rất nhiều các công cụ, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bài, mỗi một bài là một cái nhánh như thế này. Đấy, ví dụ như là bảng báo giá này, hợp đồng mua bán này, đấy, rồi thì MOU, hợp đồng nguyên tắc này, catalog này, profile công ty này, hàng mẫu, bộ sản phẩm mẫu này, các cái loại giấy chứng nhận, chứng chỉ này, vân vân này, công bố sản phẩm, giấy test sản phẩm, CO, CQ, văn bằng sáng chế, đúng không? Đấy, rồi thì video, media mà mình công hàng vừa về, đấy, mình sang bên Trung Quốc, mình sang bên châu Âu, mình đặt hàng, đấy, vân vân, mình làm truyền thông lên. Đấy. Thế rồi thì chúng ta cũng cần phải có media, hình ảnh đầy đủ trên các nền tảng Facebook, website, rồi YouTube, TikTok, đó, danh thiếp của công ty, đấy, thư giới thiệu, vân vân, bản chính sách, đấy, các cái văn phòng phẩm phục vụ cho mình như là cặp, túi, sổ, bút, rồi thì laptop, tablet, gọi là máy tính bảng và điện thoại, vân vân. Thậm chí là có những cái ngành nó sẽ phải có những cái máy móc, thiết bị đo đếm để mà làm hóa chất, vân vân, đúng không? Đấy, và chúng ta có sẵn những cái bản mềm như thế này để chúng ta chọn khách hàng. Đấy, rồi thì đồng phục, trang phục, trang điểm để tạo phong cách và tạo ra nhận diện thương hiệu tốt. Rồi đến xây dựng chính sách lương thưởng cho người lao động, cho nhân viên kinh doanh, cho mình, cho tuyến dưới. Nếu mình là sếp, đấy, thì lương như thế nào, thưởng như thế nào để nó công bằng đây. Đấy, lương 3P như nào, lương cứng, cao hay cứng thấp, thưởng như nào, thưởng khách mới, thưởng đi gặp khách hàng, thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng mở đại lý, thưởng doanh số tháng quý năm cho sale, vân vân, thưởng chốt đơn to, thưởng nóng, thưởng lạnh, các trợ cấp phụ cấp, đúng không? Các chính sách về xây dựng cho công tác phí, rồi đi như thế nào, ở bao nhiêu, ăn bao nhiêu, đấy, có hỗ trợ gì không, thiết lập các cái KPI. Thì tôi sẽ dạy từng cái nhánh này, tôi sẽ dạy thành một bài. Như vậy các bạn nhìn thấy mỗi một nhánh như này tôi sẽ dự kiến nó phải lên đến khoảng độ 4-50 bài. Mỗi bài tôi sẽ nói trong khoảng độ 15 phút. Đi sâu vào và sau đó thì có rất nhiều các cái tình huống nghiên cứu, tình huống thực tế là chúng ta hay tôi hay chúng ta gặp phải, thì sẽ nói với các bạn để cho các bạn có thêm những cái kinh nghiệm. Thí dụ như là bây giờ giao hàng đến rồi, thỏa thuận hết hợp đồng rồi, rồi thì số lượng hàng hóa, đơn hàng, giá trị ok hết rồi. Thế nhưng mà giao đến nơi thì khách hàng bảo là bây giờ chưa có tiền, mai quay lại được không? Thì bạn xử lý như thế nào? Đấy, thế rồi thì khách hàng lên đơn hàng 100 triệu, 200 triệu rồi. Thế sắp sửa hàng đi rồi, khách hàng lại bảo là thôi bớt cho cô, bây giờ chỉ còn lấy 50 triệu thôi, cháu có giao được không? Hay là đăng lên một cái đơn hàng 10 màu, 10 mã hàng rồi, hàng lên xe đi rồi thì lại bảo là cô chỉ lấy 5 màu thôi, có được không? Rất là điên, đúng không? Thì những cái tình huống như thế tôi cũng sẽ cố gắng là liệt kê ra rất nhiều những tình huống để chúng ta có thể làm thảo luận với nhau, học hỏi và trao đổi lẫn nhau. Trên tinh thần là tôi là giảng viên, tôi là chuyên gia, tôi là những người có kinh nghiệm ít nhiều. Đấy, người ta có thể nói là biết nhiều hay biết ít, khó có thể biết cho đủ. Bao Thanh Thiên nói như vậy đấy. Thế nên là chúng ta cứ học hỏi, ghi nhận, giống như là cái ly nước ấy. Chúng ta lúc nào là cái ly nước rỗng, nhận hết. Chứ đừng bảo ôi cái này tôi biết rồi, ông này toàn chém gió thôi, không phải thật đâu. Đừng. Người ta có ăn, có học, người ta có đi làm, người ta có trải nghiệm. Đấy, thì những cái thứ này có thể giúp ích, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các bạn rất nhiều. Những cái KPI, doanh số tối thiểu, số lượng khách hàng mới, khách hàng cũ cần được chăm sóc, số lượng khiếu nại được xử lý, khách hàng mới cần gặp, số lượng cuộc gọi hàng ngày, số lượng data nhặt được ở trên mạng, báo cáo công việc bằng file, đúng không? Họp hành, học tập, số công nợ thu hồi, số đơn hàng được ký, tỷ lệ chốt, tỷ lệ tái mua, khả năng mở rộng thị trường, thêm kênh, vân vân. Có những công ty người ta còn khoán cả việc đòi nợ cho sale. Thế thì lúc đấy các bạn phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của mình. Thế thì lúc đấy các bạn cũng sẽ phải thanh toán đúng hạn với sếp. Nếu không thì bạn mất uy tín với sếp, đúng không ạ? Rất nhiều vấn đề. Đấy, rồi kênh tuyển dụng sale như thế nào? Tuyển dụng bây giờ rất là khó. Tiếp tục đào tạo về sản phẩm, về dịch vụ, về chính sách, về khách hàng, về quy trình bán hàng, quy trình phục vụ khách hàng. Nay mình phải viết ra, sau đó mình đào tạo cho sale của mình, đào tạo cho những người mới của mình, đúng không? Đấy, các cái quy trình ra làm sao đây thì tôi cũng đã hướng dẫn rồi, tôi đã làm sẵn hết rồi chứ không phải là không có, hay là cứ ngồi đây nói liên thiên, đúng không? Đấy. Nghiên cứu về khách hàng và nhận diện khách hàng mục tiêu. Đấy. Đi theo những cái gì, đi theo kênh nào bây giờ? Mình bán sàn gỗ thì mình bảo là mình vào sàn gỗ. Thế thì bây giờ bán sàn gỗ, mình vào vật liệu xây dựng có được không? Mình vào điện nước có được không? Đúng không? Mình vào kim khí có được không? Đấy, mình đi bắt tay với các công ty nội thất có được không? Đấy, vân vân, kiểu như thế. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận được khách hàng? Thứ nhất là khách hàng mục tiêu, khách hàng đi cùng, đi kèm, chiến lược nó ra làm sao, vẽ chân dung, tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền. Đấy, các nhóm khách hàng trực tiếp, các nhóm khách hàng liên kết. Đấy, rồi thì nhớ rằng là đúng khách hàng thì tỷ lệ nó thành công cao, sai khách hàng thì nó chậm hơn, lâu hơn, tốn hơn, đúng không? Vất vả hơn. Đấy, thế thì định bắt nhà phân phối hay là bắt đại lý nhỏ? Đấy, thế định bắt khách lẻ hay khách buôn? Đấy, bán online hay bán offline, hay bán cả hai? Thế thì giải quyết vấn đề xung đột kênh như thế nào, đúng không? Đấy, các kỹ năng hẹn gặp khách hàng này. Đấy, kỹ năng chào hàng và bán hàng qua điện thoại, telesale này. Đấy, kỹ năng tư vấn và trò chuyện với khách hàng rất nhiều. Đấy, tôi viết rất nhiều những nội dung. Tôi dùng sơ đồ cây tư duy nhé, này nó gọi là MyMap, sơ đồ cây. Đấy, thu hút khách hàng và làm cho khách hàng yêu mến mình, quan tâm đến sản phẩm của mình, đúng không? Đấy, đôi khi hãy nhớ rằng là bán hàng không phải là cứ lúc nào cũng giới thiệu sản phẩm của em tốt lắm, sản phẩm của em tốt lắm, mà làm cho họ thích mình, họ yêu mình, họ tin mình đi. Chuyện trên trời dưới biển, chuyện chính trị, chuyện chính em, rồi chuyện scandal, chuyện drama gì đó, chuyện bất động sản, chuyện này chuyện kia đều được, chứ không nhất thiết là tôi bán quần áo tôi cứ phải nói về quần áo, tôi bán điện máy tôi cứ phải nói về điện máy, tôi bán kim khí tôi cứ phải nói về kim khí. Đấy. Hãy nhớ rằng là cái thời gian mà chúng ta nói chuyện với khách hàng về sản phẩm, về chính sách, nó chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng là cơ bản là xong. Thế thì còn rất nhiều thứ để thể hiện cái tinh hoa, thể hiện cái trải nghiệm, cái trình độ của bạn, thì nó là những cái phần 4.6 này tôi nói. Đấy, rồi nhận biết được cái nỗi đau và sự sung sướng của khách hàng để tiếp cận, đúng không? Xử lý những cái lời từ chối như nào để nó thuyết phục nhất có thể. Đấy. Rồi kỹ năng chốt đơn, khi mà nhận diện được làm nào để chốt được. Đấy, chốt xong rồi thì phải theo đuổi đơn hàng, phục vụ đơn hàng làm sao cho nó chắc chắn, đeo bám chứ không vẫn tuột. Đấy, chăm sóc khách hàng trong và sau bán, đúng không ạ? Rất nhiều vấn đề, rất nhiều. Rồi sau đó bán xong rồi thì phải thu hồi được công nợ. Thu hồi công nợ làm sao mà khéo, đòi được nợ, bán được hàng, giữ được khách, chứ còn thu hồi công nợ chửi nó, bóc phốt nó thì nó đơn giản lắm. Đánh giá khách như nào, có nên cho họ nợ hay không, nợ bao nhiêu phần trăm thì là được. Còn đương nhiên là ai chả muốn tiền tươi. Thế nhưng mà miền Bắc và miền Nam là khác nhau nhá. Miền Bắc là văn hóa bán tiền tươi là cực kỳ rõ nét, và gần như khách hàng sẽ chấp nhận điều đó rất nhiều. Nhưng miền Nam thì công nợ rất nhiều. Đấy. Thế giờ công nợ thì làm nhà phân phối người ta đòi nợ thì sao? Thế hay là mình mở văn phòng đại diện, hay mình mở điểm bán của mình đây? Đều phải là những cái vấn đề rất phức tạp. Rất phức tạp. Đấy. Rồi tìm kiếm khách hàng. Mình là sale thì mình phải tìm online qua các kênh như thế nào, tìm offline qua các kênh như thế nào. Đấy, hướng dẫn rất kỹ. Đấy, lập kế hoạch công việc và quản lý công việc. Đấy, mẫu kế hoạch ra làm sao, báo cáo công việc, quản lý bằng phần mềm gì, quy trình như nào. Đấy, theo dõi lượng bán, theo dõi sale của mình đi ra làm sao. Đấy, tổ chức các cái mô hình bán và phương pháp bán, kênh bán, bán trong nước, bán buôn, bán lẻ, bao nhiêu phương pháp đây, bán ra quốc tế, bán buôn, bán lẻ, bao nhiêu phương pháp đây. Đấy, xây dựng kênh phân phối của mình hay là kênh phân phối ủy quyền. Đấy, và gặp những cái vấn đề về xung đột kênh, phải nhận biết được các vấn đề xung đột kênh và xử lý kênh. Đấy, tăng trưởng nóng thì làm sao, đúng không? Ví dụ như trước đây chúng tôi tăng trưởng nóng khi mà chúng tôi phát triển lên 30 cửa hàng bán lẻ thời trang. Đấy, thì chúng tôi gặp vấn đề là không có tiền, và khi không có tiền như vậy bắt đầu phải đi vay, đi huy động. Đi vay, đi huy động thì đến lúc mà nó kẹt dòng tiền, nó cháy dòng tiền, nó gãy dòng tiền, thế là đứt, đúng không ạ? Thế là phải đóng dần. Thế là rồi anh em thì nản, anh em thì mất lòng tin, nói nhau lục đục. Thế là bắt đầu từ số lượng cửa hàng đang định kiếm được tiền thì lại phải thu hẹp. Và như vậy các bạn biết rằng khi các bạn không có tiền mà các bạn muốn bung ra, các bạn nghĩ mọi thứ đều rất tốt đẹp, đều rất triển vọng. Nghe mấy ông tư vấn là IPO, nghe mấy ông tư vấn là phải dòng tiền, nghe mấy ông tư vấn là phải bùng nổ, thì xin thưa là chưa kịp ngáp đã chết mất rồi. Nằm thở oxy, mạch nó tít này, nó thẳng tưng một cái, chết luôn. Có thật, đúng không? Đấy, duy trì và phát triển đội nhóm ra làm sao? Tăng trưởng khi nào? Đấy, tăng trưởng bằng những cái sản phẩm gì? Đấy, trong ngành của mình. Đấy, thì đây là một số những cái nội dung của cái bài đầu tiên. Đấy, và tôi xin hứa là mỗi một cái nhánh như thế này tôi sẽ làm một cái video. Và các bạn có thể quan sát đây, chắc có lẽ nó phải đến hàng trăm nhánh. Bởi vì các bạn nhìn cái con chuột nó dê. Đấy, nó dê rất lâu mới hết. Và đây là sơ đồ cây thôi. Chưa kể đến các file Excel, file PowerPoint tôi đã làm rồi. Và tôi sẽ show up, tôi sẽ cho các bạn xem. Và nếu mà các bạn cần tư vấn, cần trao đổi, cần trò chuyện thì các bạn cứ liên hệ với tôi qua Zalo, qua email, qua Facebook đều được. Được chưa ạ? Ok. Xin chào các bạn nhé. Đây là bài số 1 của cái kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp do giảng viên chuyên gia Nguyễn Phan Anh là tôi đào tạo miễn phí trên nền tảng YouTube kênh PA Marketing. Đấy, bài đầu tiên là tôi giới thiệu về các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp mà một dân sale cần có theo cái ý hiểu và theo cái kinh nghiệm của tôi. Và rồi, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn theo dõi các bài học tiếp theo. Và tôi sẽ đưa nó vào playlist tức là danh sách phát là kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 2024. Các bạn xem một video này các bạn nhớ xem cả playlist danh sách phát. Ok, xin chào, bye bye.